bằng cách tăng cường cài đặt an toàn trên thiết bị của mình, Denise đang chống lại những động thái của tội phạm lừa đảo trên mạng, tìm cách lấy cắp thông tin cá nhân trực tuyến của bạn. Tiến lên, Denise, đánh bại tội phạm trên mạng trong thời gian rảnh của quý vị. Hãy tìm hiểu các bước đơn giản để bảo vệ bản thân trên mạng ngay hôm nay. Hành động ngay, giữ an toàn. Hãy truy cập cyber.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, ngay sau khi chủng biến thể mới Omicron xuất hiện tại Úc và trên thế giới, thì hầu như tất cả các bản tin mỗi ngày đều chỉ đề cập đến thông tin này. Tại Úc, nhiều biện pháp cứng rắn đã được áp dụng, kể cả việc cấm nhập cảnh với công dân đến từ 9 quốc gia ở khu vực miền Nam Phi Châu. Trong khi ngày mở cửa biên giới cho du sinh quốc tế và di dân tay nghề đã được rời lại hai tuần lễ sau đó, tức là vào ngày 15 tháng 12. Trong bối cảnh này, thì một chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Úc đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh vì chưa có bằng chứng gì cho thấy là vaccine sẽ không có hiệu quả đối với loại chủng biến thể mới này. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng ngày đầu tiên của tháng 12, tức là ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021. chủng biến thể mới Omicron chưa có bằng chứng cho thấy vaccine ít hiệu quả, theo chuyên gia Úc. Theo giáo sư Peter Collignon, một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm và cũng là nhà sinh vật học của Viện Đại học Quốc gia ANU tại Canberra, đã kêu gọi cư dân Úc hãy bình tĩnh trước chủng biến thể mới Omicron vì hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy biến thể mới này nguy hiểm hơn các chủng xuất hiện trước đó. Theo giáo sư Collignon, thì các loại vaccine ngừa virus COVID-19 đã được TGA phê duyệt vẫn có hiệu quả chống lại biến thể Omicron, vì nếu xét về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập viện trên thế giới, các loại vaccine hiện đang có đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc chống lại tất cả các biến thể đã có của virus COVID-19 và cho đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vaccine không có hiệu quả đối với biến thể Omicron. Ông Collinon nhận định sự xuất hiện của các biến thể mới là điều cần quan tâm, nhưng cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và không để nỗi sợ hãi dẫn đến các quyết định thái quá. Ông nêu rõ cần có tiêu chí hay cơ sở thuyết phục hơn để lý giải cho việc áp dụng các biện pháp cấm đi lại, bắt buộc cách ly tại khách sạn và các phản ứng mạnh khác chống lại sự lây lan của đại dịch. Trong khi đó, chuyên gia về dịch tễ học Catherine Bennett của Viện Đại học Deakin ở Melbourne thì cho rằng có những dấu hiệu lạc quan về biến thể Omicron, chẳng hạn như việc biến thể này chỉ gây ra tình trạng bệnh nhẹ. Song cũng có những dấu hiệu cho thấy biến thể trên có khả năng lây nhiễm cao hơn. Bà Bennett cũng tin rằng cần có thêm bằng chứng để xác định khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron. Ở cấp liên bang, Bộ trưởng Y tế Greg cho biết tỷ lệ tiêm chủng cao hiện nay tại Úc là một lợi thế giúp nước Úc có thể ứng phó với các biến thể mới của virus COVID-19 và các cơ quan chức năng đang xem xét đẩy nhanh thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường booster. New Zealand điều chỉnh chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19 Khi áp dụng các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 mới thông qua hệ thống đèn giao thông, người dân New Zealand sẽ được đi lại tự do giữa các vùng dịch bệnh ngoại trừ người dân của thành phố lớn nhất cả nước là Auckland. Chính phủ New Zealand ngày hôm nay vừa thông báo điều chỉnh chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó, các vùng đang có dịch hoặc có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp sẽ được đặt ở mức cảnh báo có dịch bệnh màu đỏ, trong khi tất cả các vùng còn lại được áp dụng mức cảnh báo màu cam. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo thành phố Auckland, nơi đang là điểm nóng của dịch COVID-19 và một số khu vực thuộc đảo Bắc, những nơi đang có ca mắc cộng đồng hoặc có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ được áp dụng mức cảnh báo dịch bệnh màu đỏ. Đây là mức cảnh báo dịch bệnh cao nhất theo khung bảo vệ COVID-19 mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, tức là vào ngày 3 tháng 12. Trong khi đó, các vùng còn lại của đất nước, gồm toàn bộ đảo Nam, thủ đô Wellington và vùng Waikato sẽ được áp dụng mức cảnh báo dịch bệnh màu cam theo chiến lược mới nhằm ứng phó và chung sống với dịch bệnh. Các mức cảnh báo dịch này sẽ được áp dụng đến ngày 16 tháng 1 năm 2022, sau đó sẽ được xem xét và những khu vực an toàn sẽ được chuyển sang áp dụng mức cảnh báo màu xanh. Khi áp dụng các biện pháp đối phó với COVID-19 mới, người dân New Zealand sẽ được đi lại tự do giữa các vùng dịch bệnh, ngoại trừ người dân của thành phố lớn nhất cả nước là Auckland. Các trường học sẽ hoạt động trở lại và doanh nghiệp được mở cửa nếu có biện pháp bảo vệ thông qua việc sử dụng thẻ vaccine. Liên quan đến việc ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến thể Omicron, bắt đầu từ hôm qua, New Zealand cũng đã cấm nhập cảnh đối với người từ nước ngoài đến từ 9 quốc gia phía nam châu Phi. Công dân New Zealand vẫn được trở về nước nhưng sẽ phải sống cách ly kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến khá phức tạp tại New Zealand khi mà số ca nhiễm mỗi ngày vẫn tiếp tục ở mức gần 200 ca, trong đó điểm nóng Auckland chiếm gần 90%. Đến nay, hơn 85% người dân New Zealand từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi hơn 92% đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Từ hôm nay, tất cả những người đã tiêm đầy đủ sau 6 tháng sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường. Trùng biến thể mới Omicron Chuyên gia nhận định lý do Omicron xuất hiện Giới khoa học nhận định sự xuất hiện của chủng biến thể Omicron có nhiều đột biến chưa từng có, dường như là kết quả của tình trạng bất bình đẳng về vaccine chủng ngừa COVID-19. Năm ngoái, các nước giàu nhất thế giới đã tích cực thu mua vaccine để thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho người dân. Tình trạng này dẫn tới các nước thu nhập thấp và trung bình lâm vào cảnh không có đủ vaccine để chống lại dịch bệnh. Theo các nhà khoa học thì tình trạng trên có thể được xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của các biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, ví dụ như Omicron, trùng có nhiều đột biến chưa từng có. Giáo sư Michael chuyên gia nghiên cứu cao cấp về sức khỏe toàn cầu tại Viện Đại học Southampton nhận định, Omicron có thể đã hình thành ở một quốc gia khác và được phát hiện ở Nam Phi, nước có năng lực giải trình tự gene. Omicron có thể là hậu quả của một đợt bùng dịch ở nơi nào đó thuộc khu vực cận Sahara ở châu Phi, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp và thiếu công nghệ giám sát gene. Giáo sư Hết cho rằng, sự xuất hiện của các chủng biến thể mới, bao gồm cả chủng Omicron, là hậu quả tự nhiên của việc quá chậm trễ tiêm chủng cho toàn thế giới. Theo chuyên gia này, thì những biến chủng gây ra vấn đề trong quá khứ đều xuất phát từ những khu vực có ổ dịch quy mô lớn, không thể kiểm soát như alpha lần đầu tiên được phát hiện ở Anh hay delta lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ. Omicron hiện đang lây lan ra thế giới và một số quốc gia đã ghi nhận sự xuất hiện của ca bệnh mang chủng này. Các nước đã cấp tập phản ứng trước sự xuất hiện của mầm bệnh bằng các biện pháp hạn chế đi lại với một số nước châu Phi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng ở các nước phát triển và đang phát triển mới là nguyên nhân chính của tình trạng này. Trong khi đó, thì ông Jeremy Farrar, giám đốc tổ chức từ thiện về nghiên cứu sức khỏe Wellcome Trust cho biết, sự xuất hiện biến thể Omicron đã cho thấy lý do tại sao thế giới cần đảm bảo sự tiếp cận công bằng hơn đối với vaccine và các công cụ y tế công cộng khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ có 7,5% dân số ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong khi đó tại các nước thu nhập cao, 63,9% dân số đã tiêm ít nhất một liều. Ngoài sự chênh lệch trong việc tiếp cận nguồn cung, tâm lý e ngại vaccine cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc phủ vaccine bị chậm chạp. Mặc dù vậy, ông Hết cho rằng việc các nước thiếu khả năng tiếp cận với vaccine là vấn đề lớn. Mục tiêu của WHO đặt ra rằng 40% dân số các nước được tiêm chủng vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm sau dường như khó có thể đạt được với diễn biến hiện tại. Trùng biến thể mới Omicron WHO tổ chức phiên học khẩn cấp với 194 quốc gia trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã xác nhận trong tuần này, WHO sẽ về dự thảo hiệp ước chung để đối phó với các đại dịch trong bối cảnh virus COVID-19 tiếp tục gieo rắc lo ngại với sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Theo hãng tin AFP thì trong tuần này, Đại hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan nắm quyền ra quyết định của WHO, bao gồm tất cả 194 quốc gia thành viên, sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt chưa từng có để thảo luận về sự cần thiết của một thỏa thuận hay hiệp ước toàn cầu về chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Phiên họp đặc biệt này kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12 với sự tham gia của bộ trưởng y tế của các nước thành viên phiên họp sẽ được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo Reuters, dự thảo nghị quyết dự kiến được trình bày tại phiên họp bao gồm các vấn đề như chia sẻ dữ liệu và trình tự bộ gen của các loại virus mới cũng như các loại vaccine và thuốc được nghiên cứu. WHO và Liên minh châu Âu đã hối thúc thông qua một hiệp ước đại dịch từ nhiều tháng qua. Tổng giám đốc WHO Tedros nói rằng, Tình hình đại dịch tiếp tục hỗn loạn cho thấy tại sao thế giới cần một thỏa thuận toàn cầu để đưa ra những quy tắc cho sự chuẩn bị và ứng phó đại dịch. Thế giới đã có những hiệp ước để đối phó các mối đe dọa khác. Chắc chắn các nước cũng có chung quan điểm về sự cần thiết của một hiệp ước mang tính ràng buộc nhằm đối phó mối đe dọa đại dịch. Phiên họp đặc biệt chưa từng có này của WHO diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục gieo rắc lo ngại cho thế giới sau 2 năm kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019. Sau biến chủng Delta, biến chủng mới Omicron hiện đang làm dấy lên lo ngại toàn cầu về nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 nguy hiểm hơn. Vì theo kết quả giải trình tự trên, biến chủng này có chứa khoảng 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến trên protein gai, gấp đôi lượng đột biến của Delta. Một số chuyên gia cảnh báo, với lượng đột biến bất thường này, Omicron có thể dễ lây lan hơn, dễ chống lại miễn dịch hơn, do đó có thể giảm hiệu quả của vaccine. Lo ngại này đã khiến nhiều nước trên thế giới đồng loạt áp đặt hạn chế đi lại với một số nước Nam Phi. Tuy vậy, WHO cho rằng còn quá ít dữ liệu để xác định Omicron có khả năng lây lan cao hơn hay khiến bệnh nặng hơn. Bị cô lập vì biến thể Omicron, các nước châu Phi nổi giận. Tổng thống Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa đã kêu gọi các quốc gia gấp rút đảo ngược các hạn chế đi lại phi lý về mặt khoa học liên quan đến việc phát hiện biến thể Omicron. Sau khi các khoa học gia tại Nam Phi tuyên bố về chủng biến thể mới Omicron thì hàng loạt các quốc gia trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên Âu, Úc và nhiều nước ở châu Á đã đưa Nam Phi và các nước láng giềng thuộc miền Nam lục địa châu Phi vào danh sách đen, tức là đóng cửa biên giới với toàn thể cư dân từ khu vực này kể từ thứ bảy vừa qua. Trong bài phát biểu toàn quốc đầu tiên kể từ khi phát hiện biến thể Omicron, tổng thống Nam Phi cho hay Chúng tôi kêu gọi tất cả những quốc gia đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với đất nước chúng tôi và các quốc gia láng giềng ở miền Nam châu Phi ngay lập tức và khẩn cấp đảo ngược quyết định đó. Ông Ramaphosa cho rằng điều duy nhất mà lệnh cấm đi lại sẽ gây ra là thiệt hại hơn nữa cho nền kinh tế của các nước vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và làm suy yếu khả năng ứng phó và phục hồi của họ sau đại dịch. Những hạn chế này là phi lý và phân biệt đối xử không công bằng đối với đất Nam Phi cũng như các nước láng giềng ở miền Nam Châu Phi. Việc ngừng hoạt động đột ngột các chuyến bay đã khiến ngành du lịch quan trọng của Nam Phi rơi vào hỗn loạn. Ông Ramaphosa cho biết, công cụ mạnh mẽ nhất để hạn chế sự lây lan của biến thể mới là vaccine và kêu gọi người dân Nam Phi tiêm phòng Tương tự, tổng thống Malawi, Lazarus Chakwera cũng đã cáo buộc các nước phương Tây gây ra nỗi sợ hãi phi lý về cộng đồng người châu Phi vì đã đóng cửa biên giới với các quốc gia láng giềng của Nam Phi sau khi xuất hiện biến thể Omicron. Ở Botswana, hai bộ trưởng nước này đã cảnh báo về hành vi địa chính trị hóa chủng virus này. Trong khi đó thì lãnh đạo WHO ở khu vực châu Phi cũng đã tỏ ra quan ngại Biến thể Omicron đã được phát hiện ở một số khu vực trên thế giới, áp dụng lệnh cấm đi lại với châu Phi sẽ là đòn tấn công vào sự đoàn kết toàn cầu. Phản ứng trước động thái của nhiều nước nhằm ngăn chặn biến thể Omicron, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nước tiếp tục mở cửa biên giới, song song với việc thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và khoa học. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.